cái tờ giấy này của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng súng bắn keo để gắn hai cái cánh của cái tờ giấy này vào với nhau. Vậy là mình đã có hai cái hình để làm cạnh của chiếc túi. Bây giờ mình sẽ mở cái phần giấy màu cam đã được mình cắt tạo hình. Mình mở cái tờ giấy của mình ra. Mình đặt hai cái hình đường gấp mà mình đã tạo hình vào với hai cái phần cạnh hai bên của chiếc túi này để gắn cái hình này của mình vào với cái cạnh túi màu cam. Thì bây giờ mình sẽ dùng súng bắn keo. Mình gắn một cái đường keo chạy theo dọc theo cái phần cạnh túi của mình. Sau đó mình đặt cái hình đường gấp của mình vào với cái phần keo dán này. Mặt còn lại thì mình sẽ dán vào với cái phần bề mặt bên phía bên kia của chiếc túi. Sau khi gắn được cái phần cạnh túi vào với phần thân túi thì mình sẽ cố định các cái phần keo dán của mình. Tương tự như vậy với cái phần cạnh túi còn lại, mình cũng gắn hai cái đường keo chạy theo cái cạnh túi này. Sau khi gắn keo thì mình sẽ đặt cái cạnh túi thứ hai của mình vào với cái hình này. Khi gắn thì mình sẽ cố gắng sắp đặt làm sao để cái hình của mình nó được trùng khớp với nhau. Bây giờ mình sẽ gắn cái đầu còn lại như thế này. Sau khi mình gắn xong hai cái cạnh cho chiếc túi của mình thì mình đã có phần thân của chiếc túi rất là sáng tạo như thế này. Chiếc túi của mình có thể đóng vào, mở ra rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần quai sách của chiếc túi. Mình sẽ sử dụng cái giấy thủ công màu